Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tri Thức Quanh Ta. Các bạn ơi, các bạn lấy ngay chiếc điện thoại ra và vào Google dịch, gõ cho mình từ Guinness xem nghĩa của nó là gì nào. Không ra nghĩa gì cả phải không? Ồ, vậy thì từ Guinness trong kỷ lục Guinness là nghĩa gì đây? Tại sao lại dùng một từ kỳ lạ vậy nhỉ? Tôi đã tìm hiểu được nguồn gốc của nó đấy các bạn ạ. Hôm nay tôi sẽ bật mí cho mọi người cùng biết nhé. Nào, đi cùng tôi đến hết video. Guinness vốn là tên một xưởng làm rượu đấy các bạn ạ. Xưởng này đã có tới hơn 200 năm lịch sử. Nó vốn sản xuất một thứ rượu gọi là rượu Guinness. Làm rượu và nhất thế giới tất nhiên là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng đã có một cơ hội ngẫu nhiên làm cho hai điều này có thể gắn bó với nhau đấy. Năm 1951, viên quản lý xưởng này tên là Biffay, trong khi đi săn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ mới lạ. Con chim có màu lông ống vàng phải chăng là loài chim bay nhanh nhất châu Âu? Một câu hỏi nảy sinh nhưng cũng là đầu mối cho sự ra đời cuốn sách kỷ lục Guinness đấy các bạn ạ. Ông ta bèn tìm hỏi tất cả các cơ quan tư vấn, lục lọi rất nhiều tư liệu sách vở, nhưng cuối cùng cũng chẳng có ai trả lời được cho ông ta câu hỏi này. Vì thế ông ta mới bắt đầu biên soạn một cuốn sách chuyên môn trả lời những câu hỏi đại loại như thế của tất cả mọi người. Biffay thu thập các tư liệu về vấn đề này, đồng thời cùng với một người anh em là Myers hợp tác thành lập một cơ quan chuyên môn thu thập tài liệu về những gì nhất trên thế giới. Các bạn có tài năng hay khả năng đặc biệt gì thì công bố liền để được vào cuốn sách này nằm nhé. Tôi chỉ tiếc là mình không có tài năng gì đặc biệt cả. Năm 1955 đã xuất bản cuốn sách lớn về các kỷ lục thế giới Guinness. Chỉ trong 3 tháng, sách đã bán hết không còn cuốn nào và trở thành một trong các cuốn sách được khách hàng tranh cướp. Chính cuốn sách đã tạo nên một kỷ lục bán chạy đấy các bạn ạ. Thật thú vị phải không nào? Đến đầu những năm 90 thế kỷ 20, cuốn sách về kỷ lục thế giới Guinness đã được dịch thành hàng chục thứ tiếng. Tổng số lượng phát hành lên tới vài chục triệu bản. Tất cả những gì nhất thế giới đều được ghi lại trong bộ sách về kỷ lục thế giới đấy. Các bạn có thắc mắc sách Guinness ghi chép về kỷ lục của lĩnh vực nào không? Rất nhiều nhé các chế, bao quát đủ các mặt trong thế giới tự nhiên và thế giới con người. Lớn thì đến vũ trụ và các thiên thể, nhỏ thì cho đến các loài côn trùng, cỏ, hoa, tảo, nấm. Nhờ có những chủ trương là thú vị và mới lạ, nó được độc giả ở tất cả các nước hết sức hoan nghênh và được coi là thư viện những cái nhất thế giới. Vì thế tất cả các kỷ lục nhất thế giới được thu thập vào trong cuốn sách này đều được người ta gọi là kỷ lục Guinness. Đấy, nghĩa cụm từ Guinness lấy từ tên xưởng rượu của người quản lý đã lên ý tưởng ra đời cuốn sách này đấy các bạn ạ. Các bạn đã hiểu chưa nào? Ô văn kê, vậy thì nhân tiện nói đến cuốn sách này, chúng ta cùng tìm hiểu một vài kỷ lục thú vị trong cuốn sách này nhé. Các bạn đồng ý không nào? Khám phá một chút cho vui thôi. Các bạn biết không, năm 2019 vừa qua, một nghệ sĩ người Canada đã tạo nên sắp đặt nghệ thuật lớn nhất thế giới được làm từ ống hút. Sắp đặt này đã được dựng lên ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, sử dụng đến 168.037 chiếc ống hút, tác phẩm cao hơn 3 mét. Tác phẩm này được thực hiện để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của rác thải nhựa. Ồ, độc đáo, rất độc đáo phải không nào? Bạn có thường xuyên đi máy bay không? Chắc chắn tận mắt chứng kiến chiếc máy bay, chúng ta sẽ không khỏi ngợp bởi sự to lớn của con chim sắt phải không? Nhưng các bạn ạ, một người đàn ông 75 tuổi đến từ Nhật Bản đã tạo ra một chiếc trực thăng nhỏ nhất thế giới nhé. Nó chỉ nặng 74kg và có thể bay xa đến 150m. Chuyến bay đầu tiên của chiếc trực thăng tí hon được thực hiện ở thành phố Vinci, Italia nhằm tưởng nhớ đến danh họa Leonardo da Vinci. Chiếc máy bay thì nhỏ nhất thế giới, chỉ nặng chưa tới 75 cân. Vậy một chiếc xe đạp giả dụ mà lớn nhất thế giới thì sẽ là bao nhiêu các bạn nhỉ? Chiếc xe đạp nặng nhất thế giới có trọng lượng lên đến 748kg cơ đấy. Nó được chế tạo bởi anh Walter, một người đàn ông đến từ Hà Lan.
Wow, gần 1 tấn cơ đấy các bạn ạ. Ở Việt Nam chúng ta có những kỷ lục gì đặc sắc không nhỉ? Nhiều lắm quý vị ơi. Trong lịch sử đã có 8 cá nhân và tổ chức ở Việt Nam được công nhận 15 kỷ lục Guinness cơ đấy các bạn ạ. Thật là quá vinh dự và tự hào phải không nào? Một vài kỷ lục điển hình có thể kể đến như con đường gốm sứ dài nhất thế giới của tác giả Nguyễn Thu Thủy, là một công trình nghệ thuật trong chương trình chào đón đại lễ 1.000 năm Thăng Long của nhân dân thủ đô Hà Nội. Công trình này đã nhận được giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2008 và tổ chức Guinness Thế giới đã công nhận đây là bức tranh gốm dài nhất thế giới, dài xấp xỉ 3,85 km, đạt kỷ lục Guinness đấy. Hay tập đoàn Vi Phong đã làm ra một bát phở lớn nhất thế giới. Các bạn ạ, tưởng tượng được không? Tô phở nặng tới 1.359 kg đấy, quá sức là kinh khủng các bạn nhỉ? Tri thức quanh ta hy vọng trong video hôm nay, ngoài việc tiếp thu thêm những kỷ lục ấn tượng và độc đáo thì quý vị đã nắm trọn vẹn cái nguồn gốc ra đời của cụm từ kỷ lục Guinness để bổ túc thêm kiến thức hiểu biết cho mình nhé. Hãy luôn đồng hành cùng kênh mỗi ngày nha các bạn yêu quý. Xin chào!